Em không thích nói nhiều. Em không thích nói nhiều, anh hiểu không? Chờ xem, em không thích nói nhiều. Đấy, em là thật sự em ít nói lắm. Em vậy đó, em ít nói lắm, anh thông cảm giúp em. Được rồi anh em ơi, qua làm tí sự kiện anh em nha. Go 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 go. Đây anh em ơi, hôm nay buổi tối là chúng ta có một tí sự kiện ăn mừng cái vé đến một chung kết Đà Nẵng của bạn tôi. Thằng lõ nha. Câu anh bây giờ đó, thằng lõ nha, nói lại đi. Trước khi mọi chuyện dừng tồi tệ hơn, nói lại đi nha. Được chưa, hôm nay có hai vòng sự kiện cho buổi tối ngày hôm nay. Rồi bây giờ, let's go sự kiện ngày hôm nay. Nè bây giờ tôi hỏi anh em nha, hôm nay tôi có hai vòng sự kiện, anh em có muốn lấy một cái gói nào đó ra ship away cho anh em không? Cho một cái góp vui văn nghệ cho tối nay, ok chưa? Tôi đi đầu 1 lít, có mạnh thường quân nào tài trợ thêm không? Bé Đạt đang ở Cam đã cứu lò nước 100.000 đồng. Tài trợ nha thầy. Em tôi đấy, em của tôi đấy. Anh cảm ơn Đạt, anh cảm ơn Đạt rất nhiều. 105, được chưa? Một gói duy nhất. Cái gì, đăng luôn cho mấy anh em tham gia đi. Đăng luôn cho mấy anh em tham gia, một lát mới vụt mà, đăng luôn. Đã chưa? Nước 10 đoán trúng tên cầu thủ. Nhận được 1 lít đến từ... Hả? Tôi đi kinh ghé thăm à? Ui thăm rô. Hẹp lô. Con rô nói, con cách gì vậy? Rô nói gì vậy? Thầy luôn á chịu. Mình tiếng Anh được không, rô? Anh em nào mình tham gia là mình có thể vào nhóm anh em nha. Được rồi, bây giờ vô nha. Làm tí HG đi. Hello Nam Dương. Trời Sài Gòn chưa đủ lạnh đi sao mà còn mở thẻ với anh. Sao vậy em? Em sao vậy Toàn? Em mới vô bài 7 rồi. 7 là cái số tôi yêu thích. Nó luôn 7 là cái số tôi yêu thích. Được chưa? 7 nè. 2 cộng 7 là anh em hiểu rồi đó. Còn DC cộng 5 mà. DC cộng 5 mở chơi đi. Biết đâu chừng bú bê lê. Anh cảm ơn Đạt. Rực rỡ luôn á Đạt ơi, lửa luôn nè Đạt. Anh thấy không, anh mở cái gói chơi đơn giản thôi Đạt. Em biết ai rồi đấy Đạt. Anh mở nhẹ thôi, mở nhẹ cái DC tặng anh em chơi giải trí thôi, ok chưa? 4 lít, được chưa? Bé Đạt đang ở Cam đã cứu lò nước. Tuyệt vời, hãnh diện với anh chưa? Đá thì hay, mở thẻ thì đẳng cấp. Đó là nhúc của Việt. Ê, đang có thể nâng cấp nha, đừng có giỡn kiểu này kỳ cho tụi em. Đang gây lắm ấy. Là tí HG on đi. Là tí HG on nha, nhẹ nha. Là tí HG on nhẹ cho anh em buổi tối ngày hôm nay. Gây HG cộng 8 là bú rồi, đúng không? HG cộng 8 là bú. HG xin nhẹ Beckham thôi. Beckham người Tây Ban Nha. Monkey Ula. Anh em nào muốn đá quả 2-5-5 thì đây là sự lựa chọn cho anh em. Là một phát cho em Đạt luôn. Nghe chữ vật đúng không? Bấm một cái chữ vật là biết liền, sinh viên Lee Harry. Đúng là một món quà luôn Đạt ơi. Sawigi. Sawigi rồi đó CB. Min luôn mà Đạt ơi, món quà đâu mà quà Đạt. Anh tin em một phát nữa Đạt nha, vẫn là dấu vật nha. Chữ vật nha. Hình như chữ vật này anh thấy cũng im lắm Đạt à. Cảm ơn Tom. Cho nó tí đi, xin nó cho nó tí đi. Henry nè, thích không? Nước 10.000 đồng. Nghe nói thích mở thì hàng bây giờ đúng không? Nói lắm quá rồi đấy. Nghe nói thích bây giờ đúng không? Tôi tặng cho con hàng Tursaran cộng 9, được chưa mùa TC? Con vợ là chụp có thui bên đằng xa đâu. Trời ơi. Thật luôn ấy. Mình mới mình cái gì, luật sư. Cảm ơn luật sư nha. Đang ngồi, bây giờ cứ mình đi. Một lát tôi vô một phát á, là mờ hết mắt, sắc. Được chưa? Cứ chầu đi, có chầu đi với vợ nha. Mìn. Cảm ơn. Không biết cảm ơn sao luôn. Cảm ơn Tuần nha. Đặt cái tên kìa. Cũ lỏ giàu lắm, hôm nào cũng donate cho thầy Ly á. Mà không thấy donate cho sư phụ, bây giờ nó mua anh sư phụ luôn rồi. Hả? Bessima. Cái chữ vật này hơi ghê nha. Anh em ơi, anh em nào mới vào cho mình xin một like đi anh em. Macho. Macho tới chơi. Đây có lẽ là cái điểm tốt. Được rồi. 102, được chưa? Làm nhẹ cái dấu nặng chữ vệt, bấm cho cẩn thận vào. Bạn đánh giá như thế nào về về trình độ đá bóng FO4? Về trình độ bóng đá hả? Là bây giờ đang muốn nói như nào? Trình độ á? Sai! Con mẹ sẽ tay gơ một cú đơn kìa, Min rồi Đạt ơi! Chứ mà không có được! Trời ơi!
hết hồn trước. Chứ mà không được cơ Đạt ơi. Henry Tống đã cứu lò nước 10.000 đồng. Dạ anh, để em thoát em vô lại. Ai ngóng rồi nhé. Anh chờ em tí nha, em chơi phong thủy khác em thoát luôn rồi. Em vô lại. Hello từ Đạt nha. Sai Sakun hay còn gọi TD Ken đã cứu lò nước 10.000 đồng. I hope your team will win. Thank you bro. Nhưng mà tôi nghĩ là tụi nó tiếng Việt bro hiểu mà đúng không? Cảm ơn bạn, hẹn bạn ở giải quốc tế gần nhất chúng ta gặp nhau bạn nha. Hello TDS, Andrew Somers hay còn gọi là TD Kim nhé. Mai mình gặp nhau được không? Ok la mà, được mà. Con mẹ Luka Modric FBS luôn mà. Tôi biết tôi hâm mộ Luka Modric rồi. Nhưng mà cái gói này ra Luka Modric là tuyệt vời đó chứ. Gần cộng 8 mà quá đã luôn. Sam Rota. Con hàng này nè, mấy anh em nào đá AC Suve bù nhất người luôn mới có được nha. Con hàng này một lát là thu fan là cộng 8 luôn. Là Tống hôm nay chỉ có việc mà bú đẫm thôi. Bú đẫm thôi, không có nói nhiều, được chưa? Làm nhẹ cái GTN đây đúng không? Khoảng trống ở giữa đúng không Đạt? Ok. Khoảng trống ở giữa kế bên chữ mở. Được chưa? Hết hồn trước. Mày mang cái Gullit tới đây. Bé Đạt đang ở Cam đã cứu lò nước 10.000 đồng. 104 Đạt ơi, lửa tới rồi Đạt ơi, good gulit tới chơi. Good gulit tới chơi Đạt ơi. Ủa, lắc khờ này là ai vậy? Tôi xin giới thiệu với anh em một tiền đạo đây có thể gọi là độc lạ Bình Dương. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cái tên cậu ấy. Độc lạ Bình Dương mà, nè, cái chung mở ở đây đúng không? Sao nãy giờ mở chưa có bùng tấn nha. Hồi nãy giờ ngoài Hà Di Kiên nên là chúng ta chưa thấy cực rỡ lắm nha. Cô vợ thành công này là hơi cay rồi đấy. Kiếm đồng dao quá. Khoảng trống bên phải 104 là món quà thầy ạ. Tin Đạt cái phát này, cái phát này đẹp nha. Tất cả gia đình niềm tin đặt vào Đạt hết. Được chưa? Lửa lên. Niềm tin trong gia đình ngày hôm nay là đặt cho Đạt. Là một cái gực gỡ cho mấy con vợ hiểu cái vấn đề luôn, được chưa Đạt? Sao? Sao? Nghe nói luôn. Chưa đâu. Biết đây ai là ai không? Bessie. Henry Tống đã cứu. Cảm ơn Tống. 10.000 đồng. Em ơi, hai SK cô nổi 40k thì xác định nha, đừng không, vội. Vui tí đi, anh sao vậy? Những cái gì nó tốt nhất là nó đến cuối cùng, anh sao vậy? Mình bùng nổ mà. Mà đưa KPA nặng thế, 40k thì như nào? 40k thì như nào nói luôn. Hết hồn trước. Hả, KPA nặng quá, 40k như nào? Bé Đạt đang ở Cam đã cứu. Chào mọi người, mình là Phúc. Phúc ơi, em đi đâu qua đây vậy Phúc? Ê, cái gì Min? Tôi mở cái này gói một lít mà. Tôi mở cái này một lít mà. Cận Min, đừng nói như vậy nha. Tiếp tục gói thứ hai. Nghe cái dấu phải bên đây, nãy giờ thấy bé Đạt kêu cái dấu phải bên đây nó lên được một tí rồi. Nó gật gỡ một tí rồi. Henry vậy? Sao ra ngoài vậy? Rồi Đạt ơi, nãy giờ thực sự là hơi sang chứng tâm lý tới Đạt ơi. Mình phải FD một cái phong thủy Đạt ơi. Sao nó vàng khè vậy? Chào Bảo Đăng nha, chào em trai. Đó, FD vào là nó hiểu vấn đề rồi đó. FD vào là hiểu vấn đề rồi đấy nè. Ồ, tôi FD bằng phím á nha, tôi FD bằng phím á. Vô. Làm nóng tay rồi, Ok, sếp nha. Làm nhẹ một cái gói CC. Trước khi gói này phan, tôi xin phép hỏi anh em một cái là anh em nào nãy giờ chưa sub ấy. Mình có thể mỗi anh em cho xin một nút like cho buổi like này nó lên 100 like để cho buổi mỗi thể nó gật gỡ hơn được không? Anh em cho lên một like cho bé Tuấn được không? Cảm ơn anh em nhá. Làm nhẹ cái gói này luôn đó chứ. Gật rỡ cho buổi tối ngày hôm nay luôn. Bye bye. Ê. Thằng nào hồi nãy kêu ghi lít vậy? Con má cay vậy? Hồi nãy không nhớ thằng nào kêu ghi lít đó. Đạt đâu rồi? Đạt ơi. Henry Tống đã cứu lò nước 10.000 đồng. Bán điếc hết cả tài rồi đấy. À nóng rồi đấy. Thôi. Hồi nãy giờ đùa giỡn với nó đủ rồi. Bây giờ cọc lên rồi nè. Tặng cho cái gói này không có nói nhiều, được chưa? Luka Modric, được chưa? Gói này chưa tặng, lộn gói rồi. Còn Ravion, Bessie, 7 lít thôi. Cận Min, cụ thể hơn là Min luôn rồi. Lên xe. Em Đạt đâu rồi, em Đạt ơi, em đâu rồi? Vân Đai hả? Vân Đai làm gì có support like? Nè Tống ơi, tôi nghe bảo là bạn cực kỳ thích The Leap. Anh em có nhớ là những cái hôm mà bui đồ hình không? Tống cực kỳ thích đồ clip, anh em nhớ chưa? Tặng luôn cho quả đồ clip. Tôi rất là có tâm lý.
chủ hoạch thích ai, tôi có hay mở thẻ thì chủ hoạch những ngân hàng chủ hoạch hết, hiểu chưa? Ý sếp không lẽ là Yula tiếp con mà Yula nhân hai kìa. Trời ơi Tống ơi, Phúc ơi em đi đâu qua đây mà hai lần vậy Phúc ơi, anh đang bận mà. 22 HG 23 HG xin phép nhẹ nha. Đức CB, Đức CB mà 23 HG rồi, ai vậy? 121 sao được chưa? 121 nhẹ nhàng tình cảm được chưa? Thì đó tôi mở 121 cũng bình thường mà, thật sự luôn á, tôi thấy bình thường vãi luôn á. Anh em nào mới vào anh em cho xin một like một sub anh em nha. Bé Đạt không biết đi đâu rồi, lỡ tiếp rồi. Esther à, Edin Haaland à 121 Thomas Rolin, con này là bù nhất người luôn, bét tiền đạo của Thụy Điển luôn. Để anh em nói nha, ở Thụy Điển anh em hay biết tới là Ibrahimovic thôi nha, nhưng mà nhiều anh em chưa biết tới quả Thomas Rolin này đâu. Con này bù quýt nhất là 2M. Ai nhanh lên đây liên hệ tôi, 1 đồng 8 là lên xe được chưa? Làm nhẹ cái gói 1 lít 3 đi, làm nhẹ cái gói 1 lít 3 đi, 1 lít 3 tới chơi. Đi mua hàng gì đấy, đi mua hàng gì Tống, mua hàng gì vậy? Nope. Các bạn mở vội quá chưa có kịp làm phép, mở vội quá chưa kịp làm phép đâu. Kolasinac chưa kịp làm phép mà. Min luôn đấy chưa? Cứ từ thôi, đừng hấp tấp. Đâu nó cũng còn đó. Muốn lấy tiền của gà không có đơn giản đâu anh em à. Hả? Henry Tống đã cứu lò nước 10.000 đồng. Gói xe cảm ơn Tống. Phép chưa? E trả lời giúp anh. Em không thích nói nhiều. Em không thích nói nhiều, anh hiểu không? Chờ xem, em không thích nói nhiều. Đấy, em là thường em ít nói lắm. Em vậy đó, em ít nói lắm, anh thông cảm giúp em. Em thông cảm giúp em. Mày đỡ đi. Không có thích nói nhiều, được chưa? Làm sao? Hả? Bướng với chúng tôi à? Thật sự luôn, con vợ này phải bù bèo lắm. Henry Tống đã cứu lò nước 10.000 đồng. Thế là con 120 nào? 120 đâu ra đây? Nãy chúng ta là mở làm gì con 120? Sao vậy? Bây giờ mở không có 120 nha. Chỉ có quả Donnarumma mới vừa rồi 120 thôi nha. Sao từ trước một cái đám ma rồi thì bây giờ một cái đám cưới nữa sẽ tới cái đám ma liền. Từ từ tôi mồi cái anh em ơi, tôi mồi nhẹ cái nha. Hết rồi chứ. Này chắc ông thầy khỏe quá, chắc không phải nướng rồi. Bố Đăng ơi, lâu lắm mà chưa được uống Phúc Long của Bố Đăng ấy. Lâu lắm rồi đấy, hơi thèm ấy. Henry Tống đã cứu lò nước 10.000 đồng. Một gói CC anh ghiền quá, anh mở luôn hay sao á. Nãy anh ghiền quá, anh mở luôn hay sao á. Không rồi. Có để lại. Để lại là Van Persie nhân 2 rồi. Đấy, cứ chê. Mình vội vàng quá, không tốt đâu nha Tống nha. Từ từ thôi. Đó, man đi. Rồi, tôi đã mồi ba nhát rồi, bây giờ vô nè, vô anh em ơi. 103, tôi nghi cái mùa này ra nó ra một cô đơn quá. Tôi nghi ra nó ra một cô đơn quá, thật sự luôn á. Hà Lan nó ra cô đơn rồi, thấy chưa? Trời ơi, cái tâm lý đó đóng đẳng cấp như vậy đó. 118 đó chơi nhẹ nhàng thôi. Mày min luôn chứ gì nữa. Là không cần lấy cô đơn nữa nha. LN, bộ đồ nha. Xin mở. Sao nó cứ ra một cô đơn thế nhờ? Hào anh, mấy con vợ này cứ thích cô đơn quá nhờ. Hình như bây giờ hết rồi đó, hình như bây giờ là bây giờ là chỉ còn vào kẹt chính thôi đúng không? Bây giờ chỉ còn là vào kẹt chính thôi đúng không? Một, nó luôn. Một thôi, chỉ một lần này thôi em ơi. Hãy nói anh yêu em. Hai lần ghét bô rồi. Diego Milito, ui, cảm ơn anh giấu tên nha. Hai. Quay cười ông. Trời, em cảm ơn anh giấu tên nhiều nha. Ôi, con số 2 mà nhảy lên trên 7 thì thôi cực gỡ luôn đó chứ. Em cảm ơn anh nhiều. Giờ để coi, để chết một cái, nãy coi có mấy con vợ nào dự đoán đúng không nha. Ok chưa? Rồi bây giờ, có 3 cái tên.
như hồi nãy nói với anh em đi du lịch đúng không? Cho ba con vợ đi du lịch nha. Anh em chờ tôi một tí, ở trong chúng ta còn một cái gói thẻ cuối cùng. Vô rồi. 30 giây. anh em đồng ý vào chơi xin một like một sub anh em nha. Cảm ơn mọi người. Tuyệt vời quá đi chứ. Đây con ba con vợ này là con vợ nào ra vậy? Cái ra con vợ nào vậy? Nãy giờ em bận, em có bỏ lỡ gì không? Đạt ơi, 124 hồi nãy Đạt ơi. Anh xin nhẹ năm chuột bé à, bé yêu à. Mai An Bình. Mai An Bình là cái tên nhận được một lít nha. Mai An Bình liên hệ cái bay giúp tôi nha. Mai An Bình nha. Cảm ơn Mai An Bình. Chị Google lên tiếng lại luôn. Quá đã Đạt ơi, cái gói cuối cùng. Không biết có kèo không Đạt ơi, cái gói cuối cùng 105 nè. Chỉ còn một gói duy nhất thôi, anh em dự đoán đi. Cái tên nào sẽ xuất hiện cái gói này? Lệnh luôn đấy chứ, nhận luôn đấy. Gì? 123, 40k đến từ Kaiser à. Nhận luôn. Ok chưa? 125 cộng 1 lít đến từ em Quốc. Rồi ôi, nhận luôn đấy chứ, quá cực gỡ. 126, 2 lít hả? 126, 2 lít hả? Ghê thế, 126 là ai nhờ? Suhan Dry à? Đâu ra 126, 124 là Max rồi, con vợ nó đòn vậy. Trời ơi. Mở thì min mắt 124 cứ đòn thuốc mà nó cứ đòn suốt mà cay chưa. Còn ai lên kèo nữa không? 124 một lít đúng không? Còn ai lên kèo nữa không? Hết rồi chứ. Bản lĩnh thì đừng có xem nhát này, nói luôn á, bản lĩnh thì đừng có xem cái nhát này nha. Sao quấn tôi à hả? Quấn tôi à? Ví dụ mấy cái lăng quá. Đạt ơi, xiết 123 lùm năm chuột của Đạt rồi. Trời ơi, yêu phất đi đang lờ nơ. Không được đấy chứ nhờ, cũng chấp nhận được đấy chứ. Không bùng nổ lắm mà, nhưng mà tôi thấy cũng ok đấy chứ nhờ. Ui, em cảm ơn anh tới nha, em cảm ơn anh. Tuyệt vời quá, em cảm ơn anh tới nhiều. Rồi, em xin chào anh nha. Ba, đó, anh tới nè, 122 thôi là anh tới quốc cực cái ba liền, được gỡ chưa? Gực gỡ chưa? Tiền cái mới tổng hợp được. Đây. Bên PC là 30k đi nhá. Còn lại là 2 phút vô la luôn mà, cho cẩn thận luôn mà. 2 phút vô la cho cẩn thận luôn mà. Trend Tiger nè. Đấy, ok. Bấm nhẹ cái giá dưới thôi. Dòng sự kiện ngày hôm nay xin phép nhẹ. Bú nhẹ cái quả 44k. Tổng ơi, 44k cho 2 dòng sự kiện. Đạt KPI ngày hôm nay chưa? Đấy, nay mở 2 dòng sự kiện 44k thôi, thế thôi. Ừ, chưa tính là bà còn vài con ảo giá là 121-120 ấy. Coi con vợ Banbersy này thật sự luôn á nha. Đây, tôi cho anh em xem. Cái giá trị thật của Banbersy á thì tôi nghĩ á, thật sự á, nhiều khi 30k, những anh em có nhiều anh em chưa xả luôn á, anh em xem dưới số nè. Nhìn anh em chưa xả luôn nha. Chưa xả luôn ấy. Ui. Để mà nói luôn, 2 dòng sự kiện ngày hôm nay tính luôn cả qua BF. Bé Đạt đang ở cam. Mà tính luôn qua BB là chúng ta sẽ có được 60k. Nào em về. Quá đã trong buổi tối ngày hôm nay. E biết quán ở SC rực. Ôi em cảm ơn anh. Dấu tên đã cứu lò nước 100.000 đồng. Mới đếm xong, đếm xong mà. Rồi. Em cảm ơn anh tới nha, em chào anh ạ. Bye bye mọi người, ngày mai tôi đi đây. Bye bye tất cả anh em nha.